Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 223. Đúng lúc này, Ngô Mị về đến nhà, hình như là vừa mới tan làm. Đoạn thời gian trước đây, Ngô Mị mới thi đậu giảng viên trong trường Đại học Lý Thị, nên giờ mới tan làm về. Cô ấy thấy mấy người Hỷ Bảo và Hồng Lăng, lập tức mừng rỡ nói, cuối cùng, Hỷ Bảo, Hồng Lăng cũng đến rồi. Tất cả mọi người đã rất lâu rồi không gặp lại nhau, nên giờ họ rất vui mừng. Lúc này, Ngô Mị lại thấy Ngô Bình đang nhìn chăm chú vào mình, cô ấy mới chạm lên mặt mình xoa xoa hỏi, trên mặt em dính gì hả anh? Tiểu Mị đứng yên đừng cử động, dứt lời, anh cào tay về phía Ngô Mị, sau đó cô ấy chỉ thấy ngứa ngứa ở trong lỗ mũi. Có con gì đó chui ra từ lỗ mũi của cô ấy, nhìn kỹ mới biết đó là một con sâu màu đỏ, có bốn chân rất dài, thoát cái nó bay vào lòng bàn tay của Ngô Bình. Ngô Mị nhìn con sâu đang uốn éo kia, sợ hãi thốt lên, thứ gì mà tởm vậy? Ngô Bình nheo mắt rồi thì thầm đọc ra một chuỗi chú ngôn, con sâu màu đỏ kia lập tức bốc cháy. Trong ngọn lửa đó xuất hiện mặt người, đó là người tuổi tầm trung niên. Đột nhiên, Ngô Bình biến mất tại chỗ, sau giây lát anh lại xuất hiện ở trong sân của một kiến trúc cách đó hơn vài chục dặm. Đối diện anh có bốn căn phòng, cửa chính đóng chặt. Đột ngột cửa phòng mở ra, từ trong đó có một người trung niên lao ra nhưng cơ thể người này đang bốc cháy và kêu đau đớn, tha mạng. Ngô Bình lạnh lùng nhìn người đó hỏi, ông là ai? Tại sao lại ra tay với Ngô Mị? Người trung niên kia đau đớn, vội vàng nói, nhà họ Thiên cử tôi đến điều tra cậu. Nhà họ Thiên, Ngô Bình nhíu mày hỏi tiếp, tại sao nhà họ Thiên lại muốn điều tra về tôi? Người trung niên trả lời, cậu chủ của nhà họ Thiên với mấy tên tùy tùng bị người ta giết chết, Thiên kho bị mất rất nhiều đồ quý cho nên nhà họ Thiên đó nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến cậu. Ngô Bình cười lạnh, vung tay lên, người trung niên kia lập tức bị đốt thành tro. Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc phải nói lại cho sư tôn của mình biết. Dù sao, sức mạnh của nhà họ Thiên cũng không đơn giản, khi bọn chúng đã muốn nhắm vào anh rồi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Tại Ngọc Kinh Thiên Cung, Ngô Bình đạp xuống trước một cửa điện. Vào đi, tiếng của Nguyên Thủy Đạo Tôn truyền từ bên trong ra. Ngô Bình vội bước vào điện, thi lễ với Nguyên Thủy Đạo Tôn và nói, sư tôn. Nguyên Thủy Đạo Tôn đang vẽ tranh, trong tranh có bốn người, mỗi nhân vật đều có vẻ ngoài tà ác lại mặc phong cách của tướng quân, quanh cơ thể lại bắn khí tức mạnh mẽ khủng khiếp của chân nhân. Ông ấy bỏ bút vẽ xuống rồi nói, vài ngày trước, ta sinh ra bốn sát niệm giờ nó bị ta nhốt hết vào trong tranh này rồi. Từ nay nếu con gặp nguy hiểm, có thể thả bốn vị tướng trong tranh này ra, chỉ cần kẻ địch có thực lực không mạnh bằng đối thủ của vi sư thì đều có thể đánh được hết. Ngô Bình vui mừng, vội vã nhận lại bức tranh rồi nói, thưa sư tôn, mấy ngày trước con vừa giết chết Thiên công tử. Sau đó, anh kể tiền căn hậu quả cho ông ấy nghe. Nguyên Thủy Đạo Tôn chỉ ừ rồi khuyên, chúng ta không gây chuyện, nhưng vẫn sẽ gặp phiền phức. Không sao đâu, thiên gia không dám động con. Có được những lời này của Nguyên Thủy Đạo Tôn, Ngô Bình đã chắc chắn trong lòng và hỏi, thưa sư tôn, ngày mai đệ tử sẽ thành thân. Ngài có rảnh đến tham gia không ạ? Thành hôn à, ha ha, đương nhiên vi sư phải có mặt rồi. Sau đó, ông ấy hỏi một ít chuyện. Thì ra là Thần Châu, Thiên Nguyên, Đông Hải, tên nhóc nhà ngươi cũng biết chọn vợ ghê há. Nguyên Thủy Đạo Tôn bật cười, thế ba nơi này chắc có một ít chuyện kỳ lạ nhỉ. Lúc trước, vi sư chọn thành lập Nguyên Thủy Tiên Giới cũng liên quan đến ba nơi này đấy. Ngô Bình sửng sốt hỏi, thưa sư tôn, con không biết ba nơi đó có gì kỳ lạ ạ. Nguyên Thủy Đạo Tôn, Thần Châu, Thiên Nguyên, Đông Hải là ba nơi chết của ba vị hoàng giả hỗn độn sinh linh, từng nơi đều chôn giấu truyền thừa của những hoàng giả đó. Nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, Nguyên Thủy Tiên Giới vẫn chưa có người nào có thể tìm được truyền thừa của hoàng giả. Ngô Bình hỏi, thưa sư tôn, thế tu vi của mấy vị hoàng giả này so sánh với ngài sẽ ra sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn, tu vi của vi sư đã đạt đến hỗn độn cửu cảnh, gần nhất cũng sắp tăng lên có thể đạt đến thập cảnh. So về thực lực thì ba vị hoàng giả kia, ít nhất cũng là hỗn độn thập cảnh trở lên. Ông ấy dừng lại suy nghĩ một chút, rồi lại bước thêm bước nữa, thế vẫn cùng một cảnh giới gọi là hỗn độn cảnh, chắc cũng có cách tham khảo qua việc tu hành hỗn độn sinh linh rồi. Ngô Bình bất ngờ trợn tròn mắt hỏi,
nhưng mà còn phải làm sao để tìm được truyền thừa của hoàng giả? Nguyên Thủy Đạo Tôn lắc đầu, truyền thừa của mỗi vị hoàng giả không giống nhau, nhưng tất cả đều đạt đến các lĩnh vực cực hạn. Con muốn tìm truyền thừa của họ, không chỉ cần có tư chất tốt mà còn phải có cơ duyên lớn và may mắn nữa. Ngô Bình hỏi, thưa sư tôn, không biết truyền thừa của hoàng gia là cái gì? Công pháp ạ. Nguyên Thủy Đạo Tôn, truyền thừa của hoàng giả đạt hỗn độn sinh linh là đại đạo khai sáng của họ. Con mà nhận được truyền thừa của họ, có thể kiểm soát được một loại đại đạo đấy. Ngô Bình vui mừng đến mức sáng cả mắt, nói, nếu đệ tử có thời gian sẽ đến mấy nơi đó thăm dò xem. Sau khi chào sư tôn xong, Ngô Bình về nhà chuẩn bị đón dâu, anh bận rộn tối mắt tối mũi cho đến đêm hôm đó. 9 giờ tối, anh chuẩn bị quà tặng, đột nhiên chiếc điện thoại vẫn im lìm đã lâu đột ngột reo lên, người gọi đến là Hàn Băng Nghiên. Anh Bình ơi, đột nhiên trong hồ thất tử ở Đại học Thần Kinh tỏa ra 7 ánh hào quang, rất nhiều bạn bè đang đứng đó nhìn á. Ngô Bình chợt nhớ đến trong hồ thất tử này là nơi có cơ duyên rất lớn, và lại ở Đại học Thần Kinh có rất nhiều thiên tài trẻ tu hành đang học ở đó, ví dụ như Lâm Tôn. Anh nhận được tin này lập tức nói, Băng Nghiên đừng có xem nữa, về phòng học đi. Sau đó, anh lập tức sử dụng độn thuật đến ven hồ thất tử của Đại học Thần Kinh. Anh vừa đến đã phát hiện bên cạnh hồ có cấm chế nặng nề bị người ta hạ xuống, nếu tu sĩ bình thường có nằm mơ cũng không thể vào được. Anh vừa đi đến gần hồ đã nghe đến mấy tiếng vang lên, cút. Ngô Bình nhíu mày, đạp nát cấm chế rồi tức giận nói, muốn chết à. Một quả cầu ám khí bay đến bị ánh sáng đen bọc lại, nó vừa tiếp xúc đến Ngô Bình thì lập tức đánh bật về với tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Phụt. Một tiếng rên vang lên rồi có người ngã xuống đất, Ngô Bình không thèm nhìn mà đi thẳng vào. Vượt qua cấm chế, anh thấy được có vài chục người đứng giữa không trung trên hồ thất tử, họ chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhìn mặt hồ. Mặt hồ nổi lên 7 ánh hào quang thần thánh, mỗi một ánh sáng đều phóng ta khí tức kỳ lạ. Anh nhíu mày, cảm giác khí tức này rất quái dị, có chút giống cấm chế, lại vừa giống như khí tức của đại đạo. Chẳng lẽ, cái này là hiện tượng quái dị như lời sư tôn nói? Vì vậy anh liên lạc với Vương Thế An, chưa đến nửa phút, anh ta đã xuất hiện bên cạnh anh. Anh ta cũng nhìn chăm chú vào mặt hồ. Anh Vương nói xem, dưới đáy hồ là thứ gì? Anh hỏi, Vương Thế An là đạo vương, nên kiến thức về chuyện này rộng hơn anh. Vương Thế An nhìn chăm chút nơi đó hơn một phút, lại nói, hình như bên dưới là đồ gì đó rất đáng gờm, trong cơ thể cũng có được thiên đạo và cấm chế, còn có cả huyết mạch hỗn độn. Huyết mạch cổ thần, huyết mạch thánh hoàng, vân vân. Đúng là thứ quái thai. Ngô Bình nheo mắt, thứ bên dưới kia chắc được tạo nên từ cái gì đó rồi. Vương Thế An bấm niệm pháp quyết bằng tay phải giống như đang tính toán cái gì đó, một lát sau con ngươi anh ta sáng lên nói. Thứ này là thiên đạo không dung, gần đó sẽ có đường chu sát. Nhưng tên này rất khó bị giết chết, nhưng tự bảo vật sẽ tự chém dụng một phần. Lát nữa ngươi nhìn cho kỹ, khi có thứ nào kỳ lạ bị chém dụng thì nhớ cướp ngay. Ngô Bình, bảo vật bị chém dụng. Vương Thế An, cậu không biết, trong cơ thể con hàng này toàn là bảo vật đấy, mà chả biết thằng điên nào lại ghép chúng thành quái vật, nhưng nó vẫn chưa được luyện hóa hết. Nhưng nếu đột ngột ra tay... chắc chắn có thể chém dụng hơn một nửa bảo vật trên cơ thể của nó. Ngô Bình, tất cả là bảo vật gì vậy? Vương Thế An cười bí ẩn, khi đó, người sẽ biết thôi. Lúc này liên tục có người đuổi đến, nhân số trên không trung của hồ thất tử đã đạt đến 100. Một bóng người rơi xuống bên cạnh Ngô Bình, đó là Lâm Tôn. Lâm Tôn cười tít mắt, đánh giá Ngô Bình xong rồi nói, anh Ngô cũng đến rồi nhỉ? Ngô Bình thờ ơ nói, cậu cũng đến đây rồi, đương nhiên tôi cũng phải đến xem náo nhiệt chứ. Lâm Tôn, anh Ngô biết dưới hồ này có thứ gì à? Ngô Bình, cậu biết. Lâm Tôn, tôi nghe nói trong hồ này có một thứ chí hung chí tà gì đó, nên hiện tại rất nguy hiểm. Một lát nữa thứ đó xuất hiện, những người không ai sống nổi hết. Nếu nguy hiểm thế, sao cậu còn đến đây? Ngô Bình hỏi lại. Lâm Tôn thở dài. Tôi không cam tâm bỏ lỡ cuộc vui đó. Có người đã mời thầy tướng số xem cho tôi rời, cơ duyên của em ở hồ thất tử này nên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng lẽ, anh Ngô cũng thế? Ngô Bình chưa kịp trả lời, trong hồ đột ngột xuất hiện nước xoáy.
Trong dòng nước xoáy này bay ra một ánh sáng chói lóa, rồi bay vút lên 9 tầng mây. Cột sáng này xuất hiện, Lâm Tôn cũng không còn thời gian nói chuyện với Ngô Bình nữa, mà phóng tới cột sáng. Khi cậu ta vừa đến gần cột sắt, lập tức có một ánh sáng vàng bay ra từ đáy hồ, theo cột sáng chạy lên không trung. Nhưng lúc này có một cô gái đột ngột xuất hiện chặn thứ ở trong cột sáng kia lại. Ngô Bình nhìn người kia lập tức nhận ra đó là Đường Diệp Nhu Tâm. Cô ta vươn tay ngọc lên cao, lôi quang bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay rồi đập xuống ánh sáng vàng kia. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng vàng nổ tung rớt ra 15 món bị ánh sáng bao vây bay khắp nơi. Trong đó có một thứ đúng lúc rơi đến chỗ Lâm Tôn, bị cậu ta bắt lấy. Ngô Bình đã chuẩn bị từ trước, nên đã phục chế cơ thể mình ra thành 15 người rồi chạy các hướng khác nhau. Những người còn lại đang nghi ngờ mấy món kia là gì, thậm chí có người còn e dè nên không dám đến gần, nên anh đã ra tay trước. Chỉ thoáng chốc, Ngô Bình đã bắt được 14 món, rồi đi đến gần Lâm Tôn đang vui vẻ đến ngây người. Thực lực của Lâm Tôn rất mạnh, nhưng không bằng Ngô Bình. Cậu ta còn chưa kịp thấy Ngô Bình làm sao đến gần, cái ót đã bị đánh, thoát cái đã ngất đi rơi xuống mặt hồ. Ngô Bình cướp lấy món đồ trong lồng ngực của cậu ta. Thứ này rất nặng tay. Ngô Bình lấy tất cả món đồ rơi rồi, lập tức quay lại chỗ cũ. Lúc này, ánh sáng vàng kia lại quay trở về đáy hồ, nhưng lập tức vọt lên muốn trốn khỏi mắt của Diệp Nhu Tâm. Đòn tấn công vừa rồi của Diệp Nhu Tâm đã dùng hết thể lực của mình, nên bây giờ cô ta rất yếu. Cô ta vừa nhắm mắt, đã rơi xuống mặt hồ. Ngô Bình thấy thế vội vàng đá Vương Thế An, cứu người đi. Vương Thế An vung tay lên, một nguồn lực lượng đã nâng Diệp Nhu Tâm lên nói, lát nữa gặp lại. Sau một lát, anh ta và Diệp Nhu Tâm đã biến mất. Ngô Bình cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn hơn 100 người vẫn ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O chẳng biết cái mô tê gì vừa xảy ra. Đợi họ tiêu hóa xong đi tìm mấy món đồ rơi xuống, đã không còn nữa rồi. Người cướp mấy món vừa rồi là ai vậy? Có người nghiêm túc hỏi. Đáng tiếc lúc Ngô Bình ra tay, cơ thể đã được bao bọc với quang khí, nên họ không nhận ra thân phận của anh. Ngô Bình lấy được đồ rồi cũng đến phòng học, tìm Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên hỏi, anh Bình này, có chuyện gì xảy ra trong hồ vậy? Vừa rồi có bạn học thấy được, nhưng không thể nào đến gần hồ thất tử. Ngô Bình, không có gì hết, chỉ là do có tu sĩ ở đó thôi. Ngày mai, anh muốn lấy 4 cô vợ đấy Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên bất ngờ nhìn anh, 4 người luôn hả? Ngô Bình cười khổ, tất cả do hồi đó hứa trước rồi. Hàn Băng Nghiên lập tức hơi ghen tị, nhưng cô ấy suy nghĩ một chút đành thở dài, nếu anh là người thường thì tốt rồi. Ngô Bình nhéo khuôn mặt nhỏ của cô ấy, nói, nếu em cần, anh có thể để lại một hóa thân cho em. Hàn Băng Nghiên biết tài của Ngô Bình, nên lắc đầu, không cần đâu. Lúc trước, anh đã nói tình hình của bản thân cho em biết, anh đã cưới nhiều thế rồi thêm 4 người nữa cũng chả sao. Anh Bình, đợi em học xong, anh lấy em đi. Ngô Bình, chuyện đó là đương nhiên, em là phụ nữ mà Lý Huyền Bình anh đây phải cưới. Đêm đó, Ngô Bình ở cùng Hàn Băng Nghiên đến sáng ngày hôm sau mới về nhà chuẩn bị việc rước dâu. Sáng sớm, Ngô Bình đưa các trưởng bối trong nhà đến nhà mới ở Nguyên Thủy Sơn. Nơi này là phòng cưới chuẩn bị cho 4 cô nương kia. Ngô Bình dẫn Cổ Nhạc, Thần Chiếu, Hỷ Bảo, Lý Dư, Long Vệ cùng Cưới Tuấn mà xuất hiện ở trước Giang Phủ. Giang Sơ Nhan đã thay bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, đội khăn voan hồng được Ngô Bình nâng lên kiệu. Ngô Bình cử người đưa quà rước dâu đến Giang Phủ, tất cả đều là kỳ chân dị bảo, mỗi thứ đều có giá trị liên thành. Sau khi anh đưa Giang Sơ Nhan đến nhà, lại đến Thần Châu và Đông Hải đón dâu. 4 tân nương tử đều đã đến quý phủ, Phô Thủy Thiên Tôn, Thẩm Huyền Tông, Dược Lão, hóa thân của Tử Thanh Thánh Hoàng, Trần Hoài Long, Lý Thần Đồ đều đến chứng kiến Ngô Bình kết duyên với 4 nữ tử này. Sau một trận ồn ào, 4 nữ tử đều được đưa hết vào động phòng. Sau đại hôn, Ngô Bình tiễn bạn bè rồi cùng 4 thê tử cùng ăn bữa tiệc đầu tiên trong nhà. Trương Lệ quen với vài con dâu rồi, nên cười rất tươi. Nhưng toàn bộ người nhà không sống ở đây mà sau bữa tiệc nhà, Ngô Bình đưa toàn bộ về thế tục giới. Dù sao cũng tân hôn, Ngô Bình đành ở nhà 7 ngày.
mỗi ngày đều ở nhà du sơn ngoạn thủy với bốn cô vợ mới, hướng dẫn họ tu hành rất thoải mái. Hôm nay, anh cầm 10 món đã cướp từ Hồ Thất Tử ra nghiên cứu từng cái. Trong đó, có hai thanh đoản kiếm rất thú vị, một đoản kiếm đều mang thập nhất trọng cấm, nhưng một khi hợp hai thanh lại thì lại trở thành pháp bảo thập nhị trọng cấm chí cao cấm kỵ. Hai thanh đoản kiếm này có một đỏ một trắng, Ngô Bình thử luyện hóa chúng ra. Anh có cửu dương hóa cấm, cấm thiên lực còn có vô thượng đại đạo, nhưng vẫn chẳng dễ dàng gì trong việc luyện kiếm này. Sau nửa ngày, mới tính thành công. Sau đó, anh lại đưa cho Lý Thuần Như và giúp nàng luyện hóa kiếm. Tu vi của Lý Thuần Như không bằng anh, nhưng có thể phát huy 3% uy lực của kiếm này. Song kiếm vô song, Ngô Bình đặt một cây là xích ảnh, một cây là bạch tiêu, hợp lại gọi là xích bạch kiếm. Lý Thuần Như cầm mỗi tay một cây, nhẹ nhàng vung lên lập tức có hai luồng khí đỏ và trắng bay ngang trời, uy lực mạnh mẽ đến mức da đầu của anh cũng run lên. Trong 15 món còn lại, có 3 cái vòng trắng khác vòng tay là bao, mỗi cái có màu xanh, màu tím, màu vàng. Ngô Bình phát hiện 3 chiếc vòng này đều dùng đại đạo luyện thành. Sử dụng 3 cái vòng này, có thể sử dụng hoàn thiện thiên đạo sát uy. 3 loại đại đạo này đều là nhất phẩm đại đạo, bởi vậy rất khó để luyện hóa chúng. Cũng may anh có vô thượng đại đạo, có cách chèn ép 3 loại đại đạo này nên thoải mái luyện chế. Sau khi luyện hóa một lần, chúng biến thành 3 cái vòng tay. Ngô Bình đưa hết cho Nguyệt Thanh Ảnh giúp nàng ấy luyện hóa lần nữa. Luyện hóa xong vòng tay, Nguyệt Thanh Ảnh vòng bàn tay trắng nõn nà của mình lên đã đánh ra một cửa đạo pháp, xuất hiện một màu xanh nhạt giữa không trung. Gió xanh này biến thành con rồng lớn, ngửa đầu lên trời mà gầm một tiếng vang rền. Nàng ấy lại vung tay lên, 3 chiếc vòng lần lượt bắn ra một ánh sáng, ngưng tụ thành 3 bóng người trên không trung. Họ đều mang khí tức của cường giả hỗn độn. Ngay sau đó, anh lại lấy ra 2 cây châm phương, trên đó có một cây là phượng, một cây là hoàng trông vô cùng xinh đẹp và tinh xảo. Ngô Bình biết rõ như thế, vì 2 cây châm phượng hoàng này dùng 2 lượng hỗn độn sinh linh mạnh mẽ mà luyện thành, bản thân nó là một pháp bảo hộ thân. Anh giúp cho Hà Tử Trần luyện hóa Phượng Hoàng xong, cầm xuống một cây châm ném lên không trung, nó lập tức hóa thành một con kim hoàng, dài vạn trượng với khí tức khủng bố và phun ra lửa màu vàng dài 10 vạn trượng. Cái gì bị ngọn lửa này bén đến, lập tức bị thủng một lỗ lớn. Cuối cùng, anh lại tìm ra một cái vòng tay từ bên trong, trên nó là 12 viên ngọc được lấy từ trong bảo khố. Trên mặt mỗi viên ngọc trong bảo khố đều có khắc một loại hoa văn thần minh. Ngô Bình nghiên cứu mới chắc chắn cái lắc tay này từng được 12 cổ thần chúc phúc, nên mới được 12 tác dụng thần kỳ. Vì thế, anh giúp Giang Sơ Nhan luyện thứ này, từ đó có được chúc phúc của 12 cổ thần. Ngô Bình lấy thứ còn lại ra, nó là một cái đai lưng, trên đai lưng có 108 trận pháp. Nhưng trận pháp này đều có tác dụng riêng, nếu tụ hợp lại thì có một đại trận vô cùng ghê gớm. Anh phát hiện vừa đeo đai lưng này lên người. Trong đầu đã xuất hiện hình ảnh của 108 trận pháp đó. Anh chỉ vừa mới âm thầm niệm, một trận pháp trong đó đã sáng lên. Sau đó, anh phát hiện tốc của bản thân đột nhiên thay đổi nhanh hơn, xem ra trận pháp này có hiệu quả tăng tốc độ. Sau khi anh đeo đai lưng rồi, cất đi mấy món khác. Cứ thế 7 ngày trôi qua, Ngô Bình vẫn không quên tu luyện. Anh phát hiện đại trận trên đai lưng có thể hấp thu được linh khí từ nơi sâu nhất của vũ trụ. Xúc tiến cho đạo thai phát triển. Thêm vào đó, anh luôn dùng sữa thần vương theo một ngày 3 bữa, mỗi lần uống nửa ký. Lúc bận, anh còn có thể dùng nó luyện chế đan được, đạo thai nhờ đó mà càng ngày càng mạnh hơn. Trong 7 ngày, Ngô Bình chia ra đến thăm vài vị nhạc phụ nhạc mẫu, lại đưa rất nhiều lễ vật. Anh là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, còn là thiên tài đứng đầu bảng đại tiên nên tính cả thân phận và địa vị cũng chẳng phải chuyện đùa. Dù Giang Tông hay Nguyệt Thị, Hà Thị, Tiên Kiếm Môn đều cảm thấy rất vinh hạnh. Qua một đoạn thời gian, Ngô Bình còn phải tiếp tục đường chúa tể của mình. Vậy nên, ngày thứ 8 anh bóp nát truyền tống phù trở về đường chúa tể lần nữa. Ngô Bình đi đến cửa thứ 3, anh lại ở trong một sa mạc rộng lớn không có điểm dừng. Anh vừa xuất hiện đã cảm giác được sinh mệnh lực thậm chí là hơi nước trong cơ thể nhanh chóng bị sói mòn đi. A Bạch, chuyện gì thế này? A Bạch, nơi này là vùng đất tuyệt vọng, hình dạng sau vô số năm tháng mà vũ trụ nên có. Khi ngươi ở nơi này sẽ liên tục mất đi lực lượng sinh mệnh, đến khi biến thành cái xác khô.
Thế làm sao để vượt qua kiểm tra? A Bạch, tại vùng đất tuyệt vọng này chỉ nhờ thôn phệ sinh linh khác mới có thể tạm hoãn quá trình chết. Cho nên, tiếp theo đây sẽ có số lượng lớn tu sĩ đến giết ngươi. Nhưng tu sĩ này đã sống ở đâu từ lâu, người lâu nhất cũng đã trăm năm. Ngô Bình sợ hãi lắp bắp, sống mấy trăm năm, vậy chắc chắn tên này đã thôn phệ rất nhiều tu sĩ. A Bạch, nếu người thôn phệ sinh linh càng nhiều thì sẽ có điểm khen thưởng càng cao, giống như lúc trước sẽ có phần thưởng cho người đứng nhất lịch sử. Giọng nói của A Bạch rất cứng rắn, một con quái vật hình người khô quắt đã lao đến. Tên này chắc là dị tộc nào đó, cơ thể đã đen kịt, sức chiến đấu cũng kinh người. Hắn ta thấy Ngô Bình như thấy được món ngon, vui vẻ đến cơ thể phát rung rồi thét lên chói tai. Ngô Bình chém một nhát kiếm xuống, Bạch Hổ kiếm tiên lập tức chém đứt đầu con quái vật kia, ngực của tên này phun ra một ánh sáng trắng. Đó là lực lượng sinh mệnh. Anh lập tức bắt lấy ánh sáng trắng kia, rồi nuốt luôn. Sau khi anh nuốt ánh sáng trắng đó, cảm giác ngực xuất hiện một nguồn sinh mệnh lực, và lại sinh mệnh lực này còn giữ liên tục giảm đi, nhưng sinh mệnh lực của bản thân anh lại không hề xói mòn. Anh quan sát một lát, đoán nguồn sinh mệnh lực này chỉ giữ được nhiều nhất có 3 ngày. Sau 3 ngày, nó sẽ khô cạn, lúc đó, anh mà tìm không ra sinh mệnh lực mới sẽ bắt đầu tiêu hao sinh mạng của bản thân. Cùng lúc đó, anh cũng đã lấy được 500 điểm khen thưởng. Ngô Bình thở dài, đúng là một nơi quỷ quái. Anh tìm được chiếc nhẫn chữ vật trên người tên tu sĩ này, mở ra đã thấy một đống ngổn ngang trong đó. Tính ra, tên này cũng đã giết chết rất nhiều sinh linh rồi, những món này đều là thứ hắn ta vơ vét được từ mấy nạn nhân mà hắn ta giết. Sau khi lấy chiếc nhẫn chữ vật này, Ngô Bình lại tiếp tục đi về phía trước. Sau khi bay vài trăm dặm, anh đột ngột dừng lại, do đằng trước có mấy trăm tu sĩ bị 6 tên cường giả bao vây. Những người này đều mang gương mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất, như chờ đợi cái gì đó. 6 tên cường giả ngồi trên ngứa phát hiện Ngô Bình, trong đó có kẻ bật cười nói, lại có thêm một đứa, bắt nó. Một tên dị tộc đạp mạnh hai chân xuống đất. Cơ thể bay lên trời phóng đến Ngô Bình như đạn pháp. Hắn ta nhe răng cười, nhìn Ngô Bình như con mồi. Ngô Bình nghiêng đầu nhìn tên dị tộc này càng ngày càng đến gần, sau đó đấm một cú. Tốc độ của anh quá nhanh, đầu của đối phương tự động nhào đến quả đấm của anh rồi một tiếng nổ ầm vang lên. Lồng ngực của tên đó bắn ra một luồng ánh sáng bạc bị anh bắt lấy rồi nuốt trọn. Nguồn ánh sáng bạc này chứa sinh mệnh lực rất dày, tối thiểu gấp 10 lần nguồn ánh sáng trắng lúc trước. Đúng như anh dự đoán, anh phát hiện điểm khen thưởng lại tăng lên 6.300 điểm rồi. Mẹ nó! 5 tên dị tộc còn lại tức giận lập tức cùng ra tay một lúc, trong không trung xuất hiện 5 pháp bảo đánh đến chỗ Ngô Bình. Ngô Bình đột ngột biến mất, thoát cái đã xuất hiện sau lưng một tên dị tộc. Anh đâm Bạch Hổ kiếm tiên vào làn da sau ót của tên này. Cơ thể của tên dị tộc này run lên nói, anh bạn à, có gì từ từ nói. Dị tộc nhà ngươi mới vào đây lần đầu tiên à? Anh hỏi. Dị tộc lắc đầu nói, ta đã vào đây mấy trăm năm rồi. Chẳng lẽ mấy trăm năm, ngươi chưa qua được kiểm tra sao? Ngô Bình bất ngờ hỏi. Dị tộc kia nói, tại mọi người cạnh tranh quá khốc liệt, cửa thứ ba đã có quá nhiều tu sĩ ở lại, nên mới khó thu thập 300.000 điểm khen thưởng. Ngô Bình cũng hiểu được độ khó của ải này, anh giết một tên dị tộc cũng chỉ có 500 điểm khen thưởng. Anh muốn có 300.000 điểm khen thưởng phải giết 600 tên dị tộc, mỗi một lần đều gặp nguy hiểm khi bị người ta giết ngược. Vì vậy anh hỏi, thế chuyện gì xảy ra với mấy trăm tu sĩ kia rồi? Dị tộc kia nói, mấy người này đều do chúng ta nuôi nhốt, đợi khi sinh mệnh lực tiêu hao hết chỉ cần giết một tu sĩ, chúng ta đã không cần phải tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân nữa. Ngô Bình hỏi, sao không giết sạch đi, hấp thụ tất cả sinh mệnh lực? Dị tộc nói, nếu có quá nhiều sinh mệnh lực, thì nó sẽ xói mòn theo như tỷ lệ, có hấp thụ thêm sinh mệnh lực nữa cũng chẳng có ích gì. Ngô Bình gật đầu, sau đó giết chết tên dị tộc này. Tiếp đến, anh thả ra một kiếm quang, giết 4 tên dị tộc khác. Trong mấy trăm tu sĩ, có 45 tu sĩ nhân tộc. Ngô Bình chia sinh mệnh lực lấy được từ việc giết 5 tên dị tộc kia cho họ, những người này có thể đi đến được cửa thứ 3 cũng xem là tinh anh rồi. Ngô Bình nghĩ bản thân không dùng nhiều sinh mệnh lực nên hỏi, các ngươi có muốn đi theo ta không? Họ nhìn nhau rồi đồng loạt nói, bọn ta đồng ý.
Ngô Bình nói, ta tên Lý Huyền Bình, từ nay các ngươi là tùy tùng của ta. Tham kiến Lý công tử, họ quỳ lạy Ngô Bình. Lúc này, còn mấy trăm dị tộc đột ngột ra tay đánh lén người tộc bên cạnh. Trong số họ, một bộ phần có sinh mệnh lực đã hao mòn lớn, nên giờ phải thôn phệ của người khác. Cho nên họ không mong Ngô Bình giúp đỡ nữa, mà lập tức ra tay. Gan quá nhỡ, vài tu sĩ nhân tộc tức giận quát, thiếu chút nữa đã bị bọn chúng đánh thương. Ngô Bình lạnh lùng quyết đoán chết chết chúng, anh hóa mấy trăm ảo ảnh thoát cái đã chém mấy trăm kiếm. Thoáng chốc, xác của dị tộc nằm la liệt đầy trước mặt. Lần đầu tiên Ngô Bình đạt đến hơn 500.000 điểm khen thưởng. Tu sĩ nhân tộc cũng sợ ngây người, trong lòng càng thêm bội phục Ngô Bình. Những sinh mệnh lực này, các ngươi tự chia đi, anh bình thản nói. Mọi người mừng rỡ, lập tức thôn vệ sinh mệnh lực, rất nhiều cơ thể của vài người đã khô quắt lập tức khôi phục lại lúc ban đầu. Đợi khi họ thôn vệ xong, Ngô Bình hỏi A Bạch, thời gian vượt qua cửa thứ ba bao lâu? A Bạch, 10 ngày, chỉ cần số lượng tân nhập sinh linh bị giết ở vùng đất tuyệt vọng ít hơn 10.000, thì cửa thứ ba này sẽ tự động kết thúc. Bây giờ còn bao nhiêu tân nhập sinh linh? Anh hỏi. 170.000. Sinh linh trước đó. Hơn 1.000 người, A Bạch trả lời. Ngô Bình sờ sờ cằm, theo như lời người nói, có tu sĩ sống mấy trăm năm. Bọn họ có thể sống được đến bây giờ, ít nhất cũng đã cắn nuốt mấy vạn sinh linh. Cắn nuốt mấy vạn sinh linh vậy thí điểm khen thưởng hẳn là đã đủ 300.000 từ lâu. A Bạch, mỗi một lần con đường chúa tể mở ra, điểm thưởng trong tay của bọn họ sẽ bị xóa bỏ. Ngô Bình thở dài, không ra được cửa thì ra ngoài, cứ như vậy mấy trăm năm, có thú vị không? A Bạch, thật ra bọn họ chỉ cần có thể sống được đủ lâu, thì cơ hội thông quan của bọn họ vẫn rất lớn. Tiếp theo, Ngô Bình lập tức dẫn theo mấy trăm tu sĩ, bắt đầu săn giết dị tộc. Nơi này là nơi tuyệt vọng, nếu không muốn chết thì nhất định phải săn giết đối thủ, hoặc là từ bỏ, chỉ là không có ai đồng ý từ bỏ, người nào cũng muốn thông quan. Thậm chí, nếu có thể, bọn họ còn muốn vào top 100 người có điểm thưởng, như thế là có thể lấy được giải thưởng. Có sự gia nhập của Ngô Bình, khiến cho cao thủ của nhân tộc nhanh chóng tăng lên nhiều, từ 40-50 người gia tăng lên mấy trăm người. Mà dị tộc chết ở trong tay của anh cũng càng lúc càng nhiều, 1.000, 10.000, 30.000. Người nhiều, thế lực của Ngô Bình cũng lớn, trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, nhân tộc cũng đã quét ngang qua nơi tuyệt vọng. Một lượng lớn dị tộc bị chém giết, điểm khen thưởng của Ngô Bình cũng theo đó mà đạt đến 50 triệu, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Lúc này đây, số lượng sinh linh cuối cùng cũng đã giảm đến dưới 10.000, cửa thứ ba kết thúc. Bởi vì sự xuất hiện của Ngô Bình, mà lúc này đây, có hơn 1.000 nhân tộc đi qua quan. A Bạch, phần thưởng là cái gì thế? Đây là lần đầu tiên đạt được một linh dược 500 trăm. Năm vào viên đan này có thể có được tư chất trăm năm của nhân tộc. Đạt lần đầu tiên trong lịch sử, có được một viên thiên cổ đan, ăn vào viên đan này, có thể có được tư chất của nhân tộc ở nghìn năm. Hai mắt của Ngô Bình sáng lên, anh rất muốn nghiên cứu hai loại đan dược này một chút, nhìn thử xem bản thân có thể luyện chế được hay không. Nhận lấy đan dược, anh đi đến ải thứ tư. Ải thứ tư, Ngô Bình một thân một mình ở trong một cánh đồng hoang vu. Lúc này, cơ thể của anh cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, loại áp lực này cùng với thực lực của anh có quan hệ trực tiếp với nhau, thực lực của anh lớn mạnh, cho nên cũng phải chịu áp lực lớn hơn. A Bạch, sao lại thế này? Anh nhíu mày hỏi. A Bạch, ải thứ tư có 32 loại hình lực, tồn tại dưới dạng bùa chú. Chỉ cần có thể gom đủ 10 loại hình phù đổ lên, là có thể qua quan. Mỗi độ khó của một loại hình lực cũng tăng lên gấp đôi. Cho nên trong lịch sử cũng chưa có ai đạt được hình chi phù cao nhất, nhiều nhất cũng chỉ được 25 loại. Ngô Bình, loại hình phù này có ích lợi gì? A Bạch, 32 loại hình phù là hình thái huyền diệu nhất của vũ trụ, tìm hiểu càng nhiều thì hình thể càng có thể cường đại. Chỗ tốt bên trong đó, dăm ba câu là không thể nói rõ được. Ngô Bình, vậy thì khen thưởng cái gì? Nếu có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử, nhưng thêm vào đó sẽ được thêm 4 loại hình phù càng huyền diệu hơn. Ngô Bình, vậy là có 40 loại hình phù. Nếu như ta có được toàn bộ hình phù, thì sẽ có biến hóa gì? A Bạch, như vậy thì hình thể của ngươi sẽ thăng đến vô thượng thể chất,
mỗi một tế bào bên trong sẽ sinh ra biến hóa sâu sắc, thể chất như thế đến cả thánh hoàng và cổ thần đều phải hâm mộ. Hơn nữa, ngươi còn có thể nhìn thấy được tất cả sự sơ hở của những vật hữu hình, bù đắp mọi thiếu sót cho nó. Hai mắt của Ngô Bình sáng lên, lợi hại. Đúng lúc này, anh nhìn thấy một con chuột cực lớn chui ra từ trong đất, con chuột này còn to hơn anh gấp mấy lần, há miệng muốn căn. Ngô Bình hoảng sợ, vung kiếm muốn chém. Nào biết được Bạch Hổ Tiên kiếm chạm ở trên người của chuột lớn, cơ thể của con chuột lớn vậy mà giống như cao su, hấp thụ sức mạnh của một kiếm, rồi sau đó đánh bật Bạch Hổ Tiên kiếm ra. Anh giật mình kêu lên, là cơ thể có tính dai. A Bạch, đây là hình nhận, trong cơ thể nó có hình phù tương ứng. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, đồ có dai cỡ nào, chỉ cần có tốc độ đủ nhanh cũng không chống được. Vì thế, anh đổi chém thành đâm, hơn nữa còn khởi động trận pháp trên thắt lưng, tốc độ lập tức tăng lên mười mấy lần. Phụt! Trường kiếm đâm xuyên qua đầu con chuột khổng lồ, giết chết nó ngay tại chỗ. Sau đó, Ngô Bình mổ đầu nó ra, tìm được một kim sắc phù văn từ trong đó. Cái phù văn này vừa lấy ta, đã dung nhập vào cơ thể của anh, sau đó một thành hai, hai thành bốn, cho đến lúc hóa thành nghìn tỷ, tiến vào bên trong từng tế bào của Ngô Bình. Cứ như vậy, Ngô Bình bắt đầu một hành trình chém giết, luôn luôn có nhiều loại cự thú khác biệt nhào đến chỗ anh, cứ giết một con là anh có thể có được một loại phù văn. Chém 20 con cự thú, trong cơ thể của Ngô Bình đã có 20 loại phù văn, số phù văn này khiến cho hình thể của anh thay đổi rất lớn. Mỗi một lời nói, mỗi một động tác, ngồi nằm đi chạy, thậm chí là một động tác lơ đãng cũng có huyền ảo ý cảnh, đây là hình chi lực. Hình chi lực có thể từ không thành có, chỉ cần hình thể biến hóa đến một mức độ nhất định, là có thể đạt được 20 loại hình lực thêm vào. Thế nhưng, từ cự thú thứ 21, cự thú đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, Ngô Bình phải dùng chút thủ đoạn mới có thể giết chết nó. Đến con cự thú thứ 27, anh đã có hơi cố hết sức cũng không thể nào thi triển được ngũ kiếm trọng sơn. Một đường chém giết, đến hung thú thứ 23 là một con cự xà tam đầu, một cái đầu rắn phun lửa, một cái tiết ra nọc độc, một cái cuối cùng phun ra tia chớp. Vừa lên tới, Ngô Bình đã bị tia chớp đánh trúng, toàn thân tê dại, sau đó đã bị phun nọc độc. Cũng may trước đó anh đã mặc thiên giáp vào, thiên giáp này có thể phòng ngự trước công kích của bán bộ thánh hoàng, ngăn nọc độc lại. Ngô Bình giận tím mặt, thi triển tuyệt thế nhất kiếm, cửu trọng kiếm sơn, ngay cả đôi mắt cấm thần cũng mở ra. Cả người của cự xà ba đầu run lên, sau đó một đường kiếm quang chạm nó thành mấy chục đoạn, phù văn thứ 32 bay ra, bị Ngô Bình hấp thu. Có được 32 loại hình lực, cả người Ngô Bình vô cùng thoải mái, thân mình của anh bỗng nhiên nhoáng lên, hóa thành một con kim long, cao nghìn trượng, phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên. Lúc này, anh cảm giác trong đó có một loại chi lực được phát huy đến cực hạn, cả người của anh tràn ngập sức mạnh của rồng. Hơn nữa, con rồng này cũng không phải rồng bình thường, mà là hoàng giả của sinh vật hỗn độn. Ngô Bình bừng tỉnh, nói, hóa ra có 32 lực, là tượng trưng cho 32 biến hóa. A Bạch, chúc mừng đã học thành 32 loại bùa chú, trở thành người đầu tiên đạt được hình phù nhiều nhất trong lịch sử, có được 4 hình phù khen thưởng. Nói xong, bốn phù chú xuất hiện ở trước mặt Ngô Bình. Anh bắt lấy, hấp thu sức mạnh ngay tại chỗ, hình lực trong cơ thể đạt đến 36 loại, vừa lúc cũng là số lượng thiên cang. 36 hình lực, hấp dẫn lẫn nhau, hình thành một loại hình lực càng mạnh mẽ hơn, vô thượng hình lực, không ngừng rèn luyện thể chất của anh, khiến anh không ngừng biến hóa, hơn nữa không còn bao lâu nữa là có thể có được vô thượng thể chất. Ngô Bình cười nói, không tồi. Không nghĩ đến ải thứ tư còn có lợi ích to lớn như thế. Anh hỏi A Bạch, lần này người nhiều hình phù thứ hai hấp thụ được bao nhiêu hình lực? A Bạch, cũng không tồi, hấp thu được 15 loại, cách một khoảng rất lớn với người đứng đầu trong lịch sử, không có khả năng hình thành vô thượng thể chất. Ngô Bình gật đầu, đến giờ rồi sao? Vốn dĩ có hạn chế thời gian, nhưng công tử có được vô thượng thể chất, nên ải thứ tư tự động kết thúc. Ở quan này, đạt được một hình phù được 1 triệu điểm khen thưởng, nếu như đạt đến vô thượng thể chất có thể đạt được gấp đôi điểm khen thưởng, vì thế công tử tổng cộng đạt được 720.000 điểm khen thưởng. Ngô Bình cười nói, đúng vậy. Anh nói, đi tiếp đến cửa thứ 5 thôi. Dứt lời, trước mặt anh xuất hiện một bức tường khổng lồ.
Trên bức tường có rất nhiều hoa văn chữ và đồ án được vẽ trên đó, trông không giống bút tích của một tu sĩ viết ra. A Bạch, cửa thứ 5 chính là thức quan, công tử cần tìm hiểu cửu thức trong đó. Trên vách đá vàng này viết tất cả kiến thức tâm đắc nhất của các tu sĩ đời trước, người cần tìm hiểu bản thân muốn cái gì từ đó. Ngô Bình hỏi, còn cửu thức là gì? A Bạch, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, thần thức, nghiệp thức, thánh thức, thiên thức. Trước đó, cửu thức đã bị ô nhiễm, cần phải tinh lọc từng cái một. Nhưng năng lực của mỗi người lại khác nhau, tu sĩ bình thường chỉ có thể lọc được ngũ thức thôi, hơn nữa việc tinh lọc cũng không hoàn toàn sạch sẽ, vậy nên rất ít người tinh lọc được thần thức. Những người có thể thanh lọc được nghiệp thức, chỉ có 7 người từ khi đường chúa tể mở ra cho đến hiện tại. Có bao nhiêu người tinh lọc được thánh thức và thiên thức, Ngô Bình hỏi. A Bạch, thánh thức với thiên thức đã bị giấu đi mất, người cần mở nó ra. Chỉ có 2 người thánh hoàng của nhân tộc mới mở ra thánh thức làm được, không còn người nào mở được thiên thức. Người kể về 3 thức cuối cùng cho tôi biết đi. A Bạch gật đầu. Trong nghiệp thức, có rất nhiều kinh nghiệm tham thân si mà công tử đã trải qua ở kiếp trước, chúng nó ảnh hưởng đến công tử và cảnh vật xung quanh. Lực lượng ảnh hưởng này, chính là nghiệp lực. Ngô Bình nhìn chăm chú vào hình ảnh trên bức tường màu vàng, lại phát hiện chúng thật tối nghĩa và khó hiểu. Các văn tự này đều có tác dụng khác nhau, nhưng cũng may là anh có thể hiểu được ý nghĩa của các văn tự này. Sau khi anh xem một lúc, mới hỏi lại A Bạch, thời gian của cửa này bao lâu? Không có hạn giờ, cho đến khi ngươi tìm hiểu hết không còn gì để tìm hiểu nữa, thì có thể hoàn thành cửa ải của chính mình. Nhưng chỉ có thể tinh lọc thần thức mới tính là vượt qua kiểm tra. Điểm khen thưởng thế nào? Tinh lọc chia làm tinh lọc nông, tinh lọc sâu, tinh lọc hoàn toàn nên có điểm khen thưởng khác nhau. Ví dụ, thần thức đạt đến tinh lọc nông sẽ nhận được 2 triệu điểm khen thưởng, tinh lọc sâu sẽ nhận được 5 triệu điểm khen thưởng, tinh lọc hoàn toàn sẽ nhận được 10 triệu điểm khen thưởng. Hoàn toàn tinh lọc nghiệp thức có thể nhận 300.000 điểm khen thưởng, mở thánh thức. Mỗi một lần sẽ nhận được 50 triệu điểm khen thưởng. Mở ra thiên thức, sẽ nhận được 200 triệu điểm khen thưởng. Ngô Bình tiếp tục thiền định và ghi nhớ mọi nội dung trên bức tường. Thoáng chốc, anh đã hoàn toàn tinh lọc được nhãn thức. Sau khi tinh lọc được nhãn thức, thế giới trong mắt anh cũng bắt đầu có một ít thay đổi càng tươi sống hơn. Nhưng anh có được con mắt suy độ nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên là bao. Anh từ từ tinh lọc lần lượt từ nhĩ thức, tị thức, thiệt thức. Thân thức càng giúp anh cảm nhận rõ ràng hơn với thế giới này. Cảm giác rất kỳ diệu, khiến anh không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung được. Ngày hôm sau, anh lập tức tinh lọc hoàn toàn thần thức cũng càng nhạy cảm rõ rệt hơn. Nhưng khi anh muốn tinh lọc nghiệp thức, đột nhiên trong đầu xuất hiện hàng tỷ bức vẽ. Tất cả đều là kinh nghiệm kiếp trước của anh, muôn ngàn kinh nghiệm liên tục xuất hiện khiến cho đầu của anh đau như búa bổ, phải phun ra một ngụm máu tươi. A Bạch sợ hãi thốt lên, nghiệp lực của công tử mạnh quá, ta sợ không có cách nào để tinh lọc nghiệp thức hết. Ngô Bình nhíu mày, thật ra anh cũng đã qua cửa rồi. Dù anh không tìm hiểu về nghiệp thức cũng có thể rời đi, nhưng anh không cam tâm. Ngô Bình im lặng một lúc, mới nói, tạm thời ta rời khỏi nơi này trước, đợi một đoạn thời gian nữa quay lại đây tìm hiểu cũng không muộn. A Bạch đồng ý, được, sau khi công tử quay về, thì cửa thứ 6 đã có thể mở ra rồi. Ngô Bình cười hỏi, cửa thứ 6 mở ra khi ta quay lại à? Đúng, 4 cửa trước, công tử đều đứng đầu trên bản lịch sử, tổng điểm khen thưởng cũng đứng đầu trong lịch sử. Vậy cho nên, công tử có đặc quyền cao nhất, A Bạch từ tốn giải thích. Ngô Bình gật đầu, được rồi, sẽ không lâu đâu. Ngô Bình rời khỏi đường chúa tể, lại đến trước Tử Kinh. Nhờ sự làm việc chăm chỉ và vất vả của mấy trăm vạn người thợ, Tử Kinh như đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hiện tại, đã có rất nhiều người có địa vị và quyền thế chuyển vào ở, nhưng người thường vẫn chưa thể vào trong thành. Lúc này, người có thể bước vào Tử Kinh hầu như toàn là các tu sĩ có tu si cao thâm. Đương nhiên, Tử Kinh vẫn tiếp tục xa hoa cao quý, đi đâu cũng thấy hàng quán nhỏ mở ra buôn bán, chỉ là những người đó cần chút thời gian mới có thể vào thành được. Ngô Bình đến trước con phố buôn bán mà bản thân đã mua lúc trước. Con đường này là con đường phồn hoa nhất thành, kiến tạo cũng từ các vật liệu tốt nhất và đặt tên là Thiên Phố. Con đường này là con đường trung tâm của Tử Kinh, vì nó thuộc một phần của Thiên Phố cộng với việc nằm ở vị trí trung tâm nên rất thích hợp đặt tên là Thiên Phố.
thiên phố dài hơn 10 dặm, cộng các cửa hàng lớn nhỏ hai bên lại tính ra có 108 nhà. Trong từng cửa hàng đều được thiết đặt trận pháp không gian, bên ngoài nhìn nhỏ nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi. Lúc này, Đào Như Tuyết, Đường Băng Vân, Đường Tử Yên, Lý Hồng, Triệu Vân Cơ, Phương Lập, Lý Giật đều đang ở đây làm việc việc. Dù sao, sản nghiệp của Lý gia quá lớn, các cửa hàng làm ăn ra sao, phải sắp xếp thế nào, cần thuê bao nhiêu người, sắp xếp bao nhiêu hàng hóa, khi nào khai trương, đều cần người đến phụ trách. Đào Như Tuyết, Lý Hồng, Triệu Vân Cơ đều từng là những người chuyên nghiệp trong thương trường, nên đa phần các chuyện quan trọng đều do bốn người này phụ trách. Những cửa hàng này, có nơi là sản xuất dược liệu, có nơi sản xuất đan dược, sản xuất tài nguyên kim loại, cũng có nơi bán bùa. Đương nhiên còn có vài cửa hàng cho thuê, riêng Đa Bảo Các chỉ dùng hơn 70 cửa hàng để làm mặt tiền xây dựng cửa hiệu, còn lại còn đến 20 cửa hàng vẫn còn để trống. Ngô Bình bàn bạc với các vợ của mình, quyết định trước hết phải khai trương cửa hàng đan dược đã. Những năm gần đây, Ngô Bình đã luyện ra rất nhiều đan dược, hơn thế nữa anh còn có thể lấy từ trong tiên kho và đổi trong cửa hàng công đức ra, nên có thể nói, đan dược với anh là dư giả. Mấy tháng trở lại đây, tu vi của anh đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, anh đã có thể luyện chế rất càng nhiều đan dược hơn nữa, cho nên sau khi anh nghĩ đến phương thuốc dân gian và đan dược của rất nhiều người đời trước để lại. Anh quyết định, chuẩn bị tung ra đan dược giúp tu sĩ cửu biến cảnh đột phá bằng cách thay đổi tam biến đan và ngũ biến đan. Chỉ cần thay tam biến thành lương, ngũ biến thành hiền, có nghĩa là nếu tu sĩ nào đạt đến đệ tam biến thì đã trở thành học sinh xuất sắc rồi. Nếu tu sĩ đạt được ngũ biến thì trở thành hiền giả. Tam biến đan có thể giúp tu sĩ nguyên ảnh đỉnh phong tăng khả năng cao đánh sâu vào tam biến thành công hơn, còn ngũ biến đan có thể nâng cao tu vi của tu sĩ tam biến lên một nấc, có thể đánh sâu vào ngũ biến. Dựa vào suy tính của Ngô Bình, tam biến đan có thể giúp cho tu sĩ nguyên anh bình thường có 90% cơ hội hoàn thành nhất biến, 50% cơ hội giúp tu sĩ đạt đến nhị biến, 20% cơ hội hoàn thành tam biến. Ngũ biến đan giúp tu sĩ tam biến có 80% cơ hội đạt đến tứ biến, có 10% cơ hội đạt đến ngũ biến. Mặc dù chúng không đạt đến 100%, nhưng tác dụng như vậy đã quá nghịch thiên rồi. Nên biết rằng nếu như bình thường, hơn 240 tu sĩ nguyên anh, chỉ có mỗi một nhóm xuất hiện một tu sĩ tam biến. Ngô Bình luyện chế tam biến đan, giúp cho khả năng của tu sĩ tam biến thăng cấp thành công tăng lên 48 lần. Giống như vậy. Chia đều cho hơn 150 tu sĩ tam biến, mỗi một nhóm cũng có một tu sĩ ngũ biến. Ngũ biến đan có thể giúp cho tu sĩ tam biến có cơ hội thành công tăng lên đến 15 lần. Lò đan tam biến đan đầu tiên, thuộc hàng tốt nhất, ba lò sau đã bay lên vi tuyệt phẩm. Ngũ biến đan cũng như thế, ba lò sau đó cũng đạt đến tuyệt phẩm đan được. Từ đó, anh sử dụng vạn hóa thần hồ phục chế đan dược và tiếp tục luyện chế ra tụ hiền đan. Anh từng luyện tụ hiền đan từ trước rồi, lần này anh thêm một bước thay đổi nữa để tăng lên hiệu lực của nó. Tại viên thuộc này liên quan đến số mạng của nhân tộc, nên anh không có cách nào dùng vạn hóa thần hồ phục chế được, nên chỉ có thể luyện ra một lò. Sau 3 ngày, Ngô Bình luyện đan như vậy cũng thấy mệt mỏi. Anh giao đan dược cho Đào Như Tuyết xong, lại đi dạo trên đường để kiểm tra tình hình. Người đi trên đường thiên phố vô cùng tấp nập. Nhưng cửa hàng ở hai bên đường vẫn chưa khai trương, mà các cửa hàng cho thuê đã mở ra buôn bán đầy nhộn nhịp. Có quán rượu, có tiệm quần áo, có ngân hàng, có sòng bạc. Ngô Bình thấy nhiều người xuất hiện đông đúc rồi, mới sai Lý Dược Sư đốt pháo lên để khai trương quán đan dược. Anh đặt tên cho quán này là Thần Đan Các, nó cũng thuộc trong một bộ phận của Đa Bảo Các. Ngô Bình cười nói, đúng vậy. Anh nói, đi tiếp đến cửa thứ 5 thôi. Dứt lời, trước mặt anh xuất hiện một bức tường khổng lồ. Trên bức tường có rất nhiều hoa văn chữ và đồ án được vẽ trên đó, trông không giống bút tích của một tu sĩ viết ra. A Bạch, cửa thứ 5 chính là thức quan, công tử cần tìm hiểu cửu thức trong đó. Trên vách đá vàng này viết tất cả kiến thức tâm đắc nhất của các tu sĩ đời trước, người cần tìm hiểu bản thân muốn cái gì từ đó. Ngô Bình hỏi, còn cửu thức là gì? A Bạch, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức. Thiệt thức, thân thức, thần thức, nghiệp thức, thánh thức, thiên thức. Trước đó, cửu thức đã bị ô nhiễm, cần phải tinh lọc từng cái một. Nhưng năng lực của mỗi người lại khác nhau, tu sĩ bình thường chỉ có thể lọc được ngũ thức thôi, hơn nữa việc tinh lọc cũng không hoàn toàn sạch sẽ,
vậy nên rất ít người tinh lọc được thần thức. Những người có thể thanh lọc được nghiệp thức, chỉ có 7 người từ khi đường Chúa Tể mở ra cho đến hiện tại. Có bao nhiêu người tinh lọc được thánh thức và thiên thức, Ngô Bình hỏi. A Bạch, thánh thức với thiên thức đã bị giấu đi mất, người cần mở nó ra. Chỉ có 2 người thánh hoàng của nhân tộc mới mở ra thánh thức làm được, không còn người nào mở được thiên thức. Người kể về 3 thức cuối cùng cho tôi biết đi. A Bạch gật đầu. Trong nghiệp thức, có rất nhiều kinh nghiệm tham thân si mà công tử đã trải qua ở kiếp trước, chúng nó ảnh hưởng đến công tử và cảnh vật xung quanh. Lực lượng ảnh hưởng này, chính là nghiệp lực. Ngô Bình nhìn chăm chú vào hình ảnh trên bức tường màu vàng, lại phát hiện chúng thật tối nghĩa và khó hiểu. Các văn tự này đều có tác dụng khác nhau, nhưng cũng may là anh có thể hiểu được ý nghĩa của các văn tự này. Sau khi anh xem một lúc, mới hỏi lại A Bạch, thời gian của cửa này bao lâu? Không có hạn giờ, cho đến khi ngươi tìm hiểu hết không còn gì để tìm hiểu nữa, thì có thể hoàn thành cửa ải của chính mình. Nhưng chỉ có thể tinh lọc thần thức mới tính là vượt qua kiểm tra. Điểm khen thưởng thế nào? Tinh lọc chia làm tinh lọc nông, tinh lọc sâu, tinh lọc hoàn toàn nên có điểm khen thưởng khác nhau. Ví dụ, thần thức đạt đến tinh lọc nông sẽ nhận được 2 triệu điểm khen thưởng, tinh lọc sâu sẽ nhận được 5 triệu điểm khen thưởng, tinh lọc hoàn toàn sẽ nhận được 10 triệu điểm khen thưởng. Hoàn toàn tinh lọc nghiệp thức có thể nhận 300.000 điểm khen thưởng, mở thánh thức, mỗi một lần sẽ nhận được 50 triệu điểm khen thưởng. Mở ra thiên thức, sẽ nhận được 200 triệu điểm khen thưởng. Ngô Bình tiếp tục thiền định và ghi nhớ mọi nội dung trên bức tường. Thoáng chốc, anh đã hoàn toàn tinh lọc được nhãn thức. Sau khi tinh lọc được nhãn thức, thế giới trong mắt anh cũng bắt đầu có một ít thay đổi càng tươi sống hơn. Nhưng anh có được con mắt suy độ nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên là bao. Anh từ từ tinh lọc lần lượt từ nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức càng giúp anh cảm nhận rõ ràng hơn với thế giới này. Cảm giác rất kỳ diệu, khiến anh không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung được. Ngày hôm sau, anh lập tức tinh lọc hoàn toàn thần thức cũng càng nhạy cảm rõ rệt hơn. Nhưng khi anh muốn tinh lọc nghiệp thức, đột nhiên trong đầu xuất hiện hàng tỷ bức vẽ. Tất cả đều là kinh nghiệm kiếp trước của anh, muôn ngàn kinh nghiệm liên tục xuất hiện khiến cho đầu của anh đau như búa bổ, phải phun ra một ngụm máu tươi. A Bạch sợ hãi thốt lên, nghiệp lực của công tử mạnh quá, ta sợ không có cách nào để tinh lọc nghiệp thức hết. Ngô Bình nhíu mày, thật ra anh cũng đã qua cửa rồi. Dù anh không tìm hiểu về nghiệp thức cũng có thể rời đi, nhưng anh không cam tâm. Ngô Bình im lặng một lúc, mới nói, tạm thời ta rời khỏi nơi này trước, đợi một đoạn thời gian nữa quay lại đây tìm hiểu cũng không muộn. A Bạch đồng ý, được. Sau khi công tử quay về, thì cửa thứ 6 đã có thể mở ra rồi. Ngô Bình cười hỏi, cửa thứ 6 mở ra khi ta quay lại à? Đúng, 4 cửa trước, công tử đều đứng đầu trên bản lịch sử, tổng điểm khen thưởng cũng đứng đầu trong lịch sử. Vậy cho nên, công tử có đặc quyền cao nhất, A Bạch từ tốn giải thích. Ngô Bình gật đầu, được rồi, sẽ không lâu đâu. Ngô Bình rời khỏi đường Chúa Tể, lại đến trước Tử Kinh. Nhờ sự làm việc chăm chỉ và vất vả của mấy trăm vạn người thợ, Tử Kinh như đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hiện tại, đã có rất nhiều người có địa vị và quyền thế chuyển vào ở, nhưng người thường vẫn chưa thể vào trong thành. Lúc này, người có thể bước vào Tử Kinh hầu như toàn là các tu sĩ có tu si cao thâm. Đương nhiên, Tử Kinh vẫn tiếp tục xa hoa cao quý, đi đâu cũng thấy hàng quán nhỏ mở ra buôn bán, chỉ là những người đó cần chút thời gian mới có thể vào thành được. Ngô Bình đến trước con phố buôn bán mà bản thân đã mua lúc trước, con đường này là con đường phồn hoa nhất thành. Kiến tạo cũng từ các vật liệu tốt nhất và đặt tên là Thiên Phố. Con đường này là con đường trung tâm của Tử Kinh, vì nó thuộc một phần của Thiên Phố cộng với việc nằm ở vị trí trung tâm nên rất thích hợp đặt tên là Thiên Phố. Thiên Phố dài hơn 10 dặm, cộng các cửa hàng lớn nhỏ hai bên lại tính ra có 108 nhà. Trong từng cửa hàng đều được thiết đặt trận pháp không gian, bên ngoài nhìn nhỏ nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi. Lúc này, Đào Như Tuyết, Đường Băng Vân, Đường Tử Yên, Lý Hồng, Triệu Vân Cơ, Phương Lập, Lý Giật đều đang ở đây làm việc việc. Dù sao, sản nghiệp của Lý gia quá lớn, các cửa hàng làm ăn ra sao, phải sắp xếp thế nào, cần thuê bao nhiêu người, sắp xếp bao nhiêu hàng hóa, khi nào khai trương. Đều cần người đến phụ trách. Đào Như Tuyết, Lý Hồng, Triệu Vân Cơ đều từng là những người chuyên nghiệp trong thương trường,
nên đa phần các chuyện quan trọng đều do bốn người này phụ trách. Những cửa hàng này, có nơi là sản xuất dược liệu, có nơi sản xuất đan dược, sản xuất tài nguyên kim loại, cũng có nơi bán bùa. Đương nhiên còn có vài cửa hàng cho thuê, riêng Đa Bảo Các chỉ dùng hơn 70 cửa hàng để làm mặt tiền xây dựng cửa hiệu, còn lại còn đến 20 cửa hàng vẫn còn để trống. Ngô Bình bàn bạc với các vợ của mình, quyết định trước hết phải khai trương cửa hàng đan dược đã. Những năm gần đây, Ngô Bình đã luyện ra rất nhiều đan dược, hơn thế nữa anh còn có thể lấy từ trong tiên kho và đổi trong cửa hàng công đức ra, nên có thể nói, đan dược với anh là dư giả. Mấy tháng trở lại đây, tu vi của anh đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, anh đã có thể luyện chế rất càng nhiều đan dược hơn nữa, cho nên sau khi anh nghĩ đến phương thuốc dân gian và đan dược của rất nhiều người đời trước để lại. Anh quyết định, chuẩn bị tung ra đan dược giúp tu sĩ cửu biến cảnh đột phá bằng cách thay đổi tam biến đan và ngũ biến đan. Chỉ cần thay tam biến thành lương, ngũ biến thành hiền, có nghĩa là nếu tu sĩ nào đạt đến đệ tam biến thì đã trở thành học sinh xuất sắc rồi. Nếu tu sĩ đạt được ngũ biến thì trở thành hiền giả. Tam biến đan có thể giúp tu sĩ nguyên ảnh đỉnh phong tăng khả năng cao đánh sâu vào tam biến thành công hơn, còn ngũ biến đan có thể nâng cao tu vi của tu sĩ tam biến lên một nấc, có thể đánh sâu vào ngũ biến. Dựa vào suy tính của Ngô Bình, tam biến đan có thể giúp cho tu sĩ nguyên anh bình thường có 90% cơ hội hoàn thành nhất biến, 50% cơ hội giúp tu sĩ đạt đến nhị biến, 20% cơ hội hoàn thành tam biến. Ngũ biến đan giúp tu sĩ tam biến có 80% cơ hội đạt đến tứ biến, có 10% cơ hội đạt đến ngũ biến. Mặc dù chúng không đạt đến 100%, nhưng tác dụng như vậy đã quá nghịch thiên rồi. Nên biết rằng nếu như bình thường, hơn 240 tu sĩ nguyên anh, chỉ có mỗi một nhóm xuất hiện một tu sĩ tam biến. Ngô Bình luyện chế tam biến đan, giúp cho khả năng của tu sĩ tam biến thăng cấp thành công tăng lên 48 lần. Giống như vậy, chia đều cho hơn 150 tu sĩ tam biến, mỗi một nhóm cũng có một tu sĩ ngũ biến. Ngũ biến đan có thể giúp cho tu sĩ tam biến có cơ hội thành công tăng lên đến 15 lần. Lò đan tam biến đan đầu tiên, thuộc hàng tốt nhất, ba lò sau đã bay lên vì tuyệt phẩm. Ngũ biến đan cũng như thế, ba lò sau đó cũng đạt đến tuyệt phẩm đan được. Từ đó, anh sử dụng vạn hóa thần hồ phục chế đan dược và tiếp tục luyện chế ra tụ hiền đan. Anh từng luyện tụ hiền đan từ trước rồi, lần này anh thêm một bước thay đổi nữa để tăng lên hiệu lực của nó. Tại viên thuộc này liên quan đến số mạng của nhân tộc, nên anh không có cách nào dùng vạn hóa thần hồ phục chế được, nên chỉ có thể luyện ra một lò. Sau 3 ngày, Ngô Bình luyện đan như vậy cũng thấy mệt mỏi. Anh giao đan dược cho Đào Như Tuyết xong, lại đi dạo trên đường để kiểm tra tình hình. Người đi trên đường thiên phố vô cùng tấp nập, nhưng cửa hàng ở hai bên đường vẫn chưa khai trương, mà các cửa hàng cho thuê đã mở ra buôn bán đầy nhộn nhịp. Có quán rượu, có tiệm quần áo, có ngân hàng, có sòng bạc. Ngô Bình thấy nhiều người xuất hiện đông đúc rồi, mới sai Lý Dược Sư đốt pháo lên để khai trương quán đan dược. Anh đặt tên cho quán này là Thần Đan Các, nó cũng thuộc trong một bộ phận của Đa Bảo Các. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 223.